Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 1998, chúng ta đang ở tại sân thượng trong khóa tu Bạch Sinh. Hôm nay chúng ta học sang công phu sáng thứ năm. Sáng thứ năm chúng ta có kinh Người Biết Sống Một Mình và sau đó là kinh Bát Nhã Hành. Kinh Người Biết Sống Một Mình là được dịch từ kinh Bhaddekarata. Bhaddekarata là một kinh thuộc về Trung Bộ. Biết sống một mình ở đây không có nghĩa là sống lẻ loi, không có nghĩa là sống cách xa với những người khác, đi vào trong rừng, trong núi, trong hang động mà ở. Biết sống một mình ở đây tức là sống có chủ quyền, có tự do, không có bị quá khứ níu kéo, không có bị tương lai làm hoảng sợ, không có bị kéo theo cái hoàn cảnh ở trong hiện tại. Luôn luôn mình có thể là mình nắm được cái tình trạng, mình làm chủ quyền, mình không có đánh mình. Cái đó gọi là biết sống một mình. Trong đó có nhiều kinh, trong kinh có nhiều nơi, có nhiều chỗ Bụt nói rằng sống một mình không có nghĩa là sống tách biệt với loài người. Mình ngồi trong đám đông nhưng mà mình vẫn có thể sống được một mình, tại vì mình không có đánh mất mình. Trong Trung Bộ Majjhima Nikaya có ít nhất là 4 kinh nói về cái đề tài biết sống một mình. Và trong Trung A Hàm cũng có nhiều kinh nói về cái đề tài sống một mình này. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái đề tài sống một mình là một đề tài rất quan trọng trong cái toàn bộ giáo lý của Đạo Phật. Và mình là người tu, mình phải học cái nghệ thuật sống một mình, tức là sống tự do, không bị quá khứ giam hãm, không bị tương lai lôi kéo và không có bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra trong hiện tại. Kinh Người Biết Sống Của Mình dạy cho chúng ta sống từng giây phút của sự sống hàng ngày một cách sâu sắc. Và khi mà chúng ta có thể sống được đời sống hàng ngày một cách sâu sắc thì chúng ta bắt đầu có định, có tuệ và chúng ta thấy được cái bản chất của cuộc đời và chúng ta đạt tới tự do lớn. Mà tự do là điều kiện tất yếu của hạnh phúc. Nếu chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta không có tự do. Và vì vậy cho nên tu tập nghĩa là tranh đấu để giành lại cái quyền tự do của mình. Khi có tự do rồi, ta cũng trở thành vững chãi. Vững chãi và thảnh thơi là hai đặc tính của Niết Bàn. Và cái hạnh phúc của chúng ta có thể được đo bằng cái tiêu chuẩn vững chãi và thảnh thơi. Nếu một người nào đó đang khổ đau thì ta biết rằng người đó không có tự do. Không có tự do cho nên khổ đau. Khổ đau vì quá khứ nó giam hãm. Khổ đau vì tương lai nó đe dọa.
khổ đau vì bị cái hiện tại nó kéo đi. Và vì vậy cho nên lấy được chủ quyền. Thiết lập lại được cái tự do thì ta sẽ bớt đau khổ đi nhiều lắm. Và do đó cái hạnh phúc của ta sẽ được tăng tiến. Kinh Người Biết Sống Một Mình là cái văn kiện xưa nhất của loài người, nói về cái nghệ thuật sống sâu sắc trong phút giây hiện tại. Giả dụ một người nào đó nghe bác sĩ nói rằng anh có ung thư, anh có thể sống được 6 tháng nữa. Thì người đó tự nhiên cảm thấy đất sụp ở dưới chân mình. Và cái sự sợ hãi, cái viễn tưởng là mình sẽ chết trong vòng 6 tháng, nó làm cho mình hết tất cả những cái an lạc mình đang có. Trước khi bác sĩ nói cho anh ta biết như vậy, thì anh ta có khả năng ăn cơm, uống trà, ngắm trăng và đi chơi với bạn. Nhưng mà từ khi anh ta được bác sĩ nói rằng anh chỉ còn 6 tháng nữa để sống, thì anh ta mất hết cái khả năng uống trà, ăn cơm, ngắm trăng và ngồi chơi với bạn, là tại cái sợ về tương lai, cái sự chết, cái sự nỗi lo sợ về tương lai nó lấy mất hết đi của anh cái tự do và anh hết an lạc. Nếu anh ta biết rằng cái chết là một cái gì phải đến đối với tất cả mọi người, thì anh ta sẽ bớt khổ đau hơn. Ông bác sĩ nói rằng mình còn 6 tháng để sống, nhưng mà ông bác sĩ thế nào cũng phải chết. Có thể là ông bác sĩ biết mình còn 6 tháng nữa, nhưng mà ông bác sĩ không biết là ông còn mấy tháng nữa hay là mấy năm nữa. Tại vì có thể ông bác sĩ chết trước mình. Có thể là khám bệnh cho mình xong rồi ông lái xe về nhà và giữa đường thì xe bị tai nạn. Vì vậy cho nên cái biết của ông bác sĩ không có chắc chắn lắm. Và nhiều khi mình bảo rằng, mình được bảo rằng là mình chỉ còn 6 tháng nữa để sống, nhưng mà có khi mình sống cả 6 năm, không sao. Trong khi đó ông bác sĩ thì là qua đời trước. Và vì vậy cho nên quán chiếu thì mình thấy được những cái mà nếu không quán chiếu mình không thấy được. Và quán chiếu mình có thể phục hồi được cái tự do, cái sự sống không sợ hãi của mình. Và với cái sự tự do đó, với cái sự không sợ hãi đó, mình có thể sống hạnh phúc được. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn bình đẳng về cái phương diện bệnh và chết. Và chúng ta người nào cũng sẽ có bệnh. Thế nào tất cả chúng ta người nào cũng sẽ chết, rất là bình đẳng. Ai cũng phải chết cả. Nhưng mà người khôn ngoan thì nói rằng trước khi chết thì tôi phải sống cho đàng hoàng. I am determined to live until I die. Tôi quyết định rằng tôi sẽ sống cho đàng hoàng trước khi tôi chết. Thì câu nói đó là câu nói rất có tự giác. Chết thì chết, nhưng mà trong khi mình sống thì mình phải sống cho đàng hoàng. Mà nếu anh có thể sống được 6 tháng đàng hoàng thì 6 tháng đó cái phẩm chất của sự sống của anh còn khá hơn là 6 năm hay là 20 năm. Tại vì có những người sống 6 năm hay 20 năm mà kéo lê cái cuộc đời khổ đau, hệ lụy, buồn chán, sợ hãi, thì cái phẩm chất của sự sống
không có bằng cái phẩm chất của sự sống mà anh có trong khi anh sống 6 tháng của anh. Và vì vậy cho nên thấy được rằng trước khi tôi chết thì tôi sống cho đàng hoàng. Và sống cho đàng hoàng nghĩa là sống có tự do, sống sâu sắc, sống có hạnh phúc. Thì chúng ta cũng vậy, ai trong chúng ta rồi cũng phải chết. Nhưng mà giữa chúng ta có những người từ đây cho tới chết thì sống an lạc thảnh thơi, còn có những người khác từ đây cho tới chết thì không sống đàng hoàng gì hết, sống như là một người chết, chết ngay từ bây giờ, chứ không có đợi tới khi mà thân tứ lại nó tan rã. Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải tranh đấu để khôi phục cái quyền tự do và để có thể sống được những cái giây phút của đời sống hàng ngày một cách sâu sắc. Và trong những cái giây phút của đời sống hàng ngày đó, ta có thể có an lạc, có hạnh phúc, và ta cũng có thể chữa trị được những cái khổ đau mà ta đang có trong thân và trong tâm. Và sống sâu sắc trong từng giây phút của đời sống hàng ngày, nó giúp ta tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, nó giúp ta nuôi dưỡng thân và tâm bằng những cái yếu tố màu nhiệm đó, và đồng thời cũng giúp cho chúng ta ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta hiện có. Vì vậy cho nên sống sâu sắc giờ phút hiện tại của đời sống hàng ngày là một cái pháp môn tuyệt vời, có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Và sống như vậy thì ta phục hồi được tự do, ta nhìn sâu, ta tiếp xúc được với sự sống sâu sắc, và ta phát kiến ra được cái chân lý, được cái sự thật. Và khi mà ta có tự giác thì những cái lo sợ, những cái buồn đau của chúng ta sẽ được tan biến, và ta trở thành ra một nguồn vui sống cho chính ta, một nguồn vui sống cho những người chung quanh ta. Và đó là mục đích của cái phương pháp gọi là hiền pháp lạc trú, sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Nhìn cho kỹ thì ta có thể thấy rằng đây là cái văn kiện thứ nhất của loài người dạy chúng ta về cái nghệ thuật sống giây phút hiện tại cho sâu sắc và đã. Cho nên kinh này là một kinh quan trọng mà chúng ta phải học cho kỹ, chúng ta phải đem ra để thực tập. Và chúng ta biết rằng trong toàn bộ giáo lý kinh điển, những cái kinh mà có dính líu tới cái đề tài biết sống một mình, sống an lạc trong giây phút hiện tại, những kinh đó rất nhiều. Ngày xưa có một thầy tên là thầy Thượng Tọa, có lẽ cái tên này là do các bạn đồng tu đặt cho thầy. Tera Namo, Tera tức là đại đức, Namo là cái tên, Nama. Thầy đó ưa sống một mình, đi khất thực thầy cũng ưa đi một mình, đi thiền hành thầy cũng ưa đi thiền hành của mình, ăn cơm thầy cũng ưa ăn cơm một mình, giặt áo thầy cũng ưa giặt áo một mình, thầy ưa làm thứ ở làm, thầy ưa sống một mình. Nhưng có vẻ muốn trốn tránh, tránh né những người bạn đồng tu khác.
tất cả các thầy đã từng nghe Bụt ca ngợi cái nếp sống độc cư. Mà cái danh từ độc cư mà Bụt sử dụng ấy, sống một mình ấy, có nghĩa là không có bị giam hãm bởi quá khứ, không có bị lung lạc bởi tương lai, và không có bị kéo, lôi kéo bởi những cái gì trong hiện tại. Chứ không phải là tha lìa sống tách rời các bạn đồng tu. Nhưng mà thầy này thì thầy hiểu theo cái kiểu đó, là thầy ưa đi thiền hành một mình, thầy ưa đi khất thực một mình, thầy ưa thọ trai một mình, thầy ưa đi giặt áo một mình, và thầy tránh né các thầy khác. Các thầy cũng biết rằng là thầy này ưa sống một mình, nhưng mà có cảm tưởng rằng có một cái gì nó sai ở trong cái cách sống một mình đó. Các thầy không nghĩ rằng sống một mình như thầy đó là sống đúng theo cái tinh thần của Bụt dạy. Cho nên có một hôm các thầy tới bạch với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn, trong chúng con có một thầy tên là Thượng Tọa. Thầy đó, thầy chủ trương sống một mình, thầy đi thiền hành một mình, thầy ăn cơm một mình, thầy làm việc một mình. Thì chúng con không biết rằng sống như vậy có đích thực là sống một mình hay không. Thì Bụt mới nói rằng thầy đó ở đâu, các thầy đi mời thầy đó tới đây uống trà chơi. Thì sau đó được chừng 15 phút họ đi mời được cái thầy Thượng Tọa tới. Rồi Bụt nói: nghe nói thầy ưa sống độc cư một mình lắm phải không, thầy sống làm sao, nói tôi nghe đi. Thì thầy Thượng Tọa nói là: bạch Đức Thế Tôn, con đi đi khất thực một mình, con ngồi thiền một mình, con đi thiền hành một mình, con ăn cơm một mình, con giặt áo một mình. Thì Bụt mới nói rằng đúng là thầy sống một mình thiệt đó, nhưng mà cái cách sống một mình của thầy chưa phải là cách sống hay nhất. Tôi có một cái cách sống một mình còn hay hơn vậy nhiều. Và Bụt mới đọc ra một cái bài kệ. Bài kệ đó là nói sống không có bị giam hãm bởi quá khứ, sống không có bị lung lạc bởi tương lai, sống không bị lôi kéo bởi những cái hình sắc âm thanh trong hiện tại, sống có tự chủ, sống sâu sắc mỗi giây phút đời sống hàng ngày của mình. Thì người đó là người sống đích thực, là người sống một mình. Thì sau khi thầy Thượng Tọa nghe như vậy thì thầy mới biết rằng lâu nay mình sống một mình theo cái kiểu hình thức không có đúng, và thầy đã chắp tay để cảm tạ Đức Thế Tôn. Kinh đó gọi là kinh Teranamo. Ở trong Tương Ưng Bộ 21:10, và ở trong Tạp A Hàm cũng có một kinh tương đương là kinh Thượng Tọa, đó là kinh 1071 của Bộ Tạp A Hàm. Cái cốt lõi của cái kinh này là một bài kệ do Đức Thế Tôn làm ra. Đức Thế Tôn cũng làm thơ. Cũng làm thơ như là xem Pháp Dụng hay là xem Phúc Nghiêm. Nhưng mà thơ của Đức Thế Tôn nó có công dụng hướng dẫn tu học nhiều hơn. Và cái bài kệ mà Đức Thế Tôn nói về cái nghệ thuật sống một mình đó, cái bài kệ đó tên là bài kệ Bạt Địa Ra Đế. Bạt Địa Ra Đế tức là tiếng Phạn âm ra, cái tên của nó là Bát Đê Karata. Bát Đê Karata nó có nghĩa là cái nếp sống độc cư lý tưởng nhất. Nhưng mà đó là cái hợp từ khó phân tích, cho nên có nhiều thầy khi mà dịch cái danh từ đó ra thì đã dịch sai. Ví dụ như là trong bản dịch của thầy Minh Châu thì dịch đó là nhất giả hiền giả, tức là vị hiền giả trong một đêm, thì nó không có đúng. Có thầy ngày xưa tên là thầy Đạt Ma Năng Đi thì dịch là
dịch là hiền thiện cũng không đúng. Dịch cho đến đúng là cái phương pháp, cái cách sống độc cư lý tưởng nhất, the better way to live alone, the ideal the way to practice living alone. Cái bài đó như thế này: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Tất cả những cái tinh yếu của giáo lý Đạo Bụt nó nằm ở trong mấy câu đó. Chúng ta biết vững chãi và thảnh thơi là đặc tính, hai đặc tính của Niết Bàn, và đó là mục đích của người tu. Người tu là mỗi giây phút của đời sống hàng ngày phải để ra để mà chế tác cái chất liệu vững chãi và thảnh thơi. Thì đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mình làm thế nào để cho chất liệu vững chãi và thảnh thơi càng ngày càng lớn, thì hạnh phúc của mình càng ngày càng lớn, tự do của mình càng ngày càng lớn, và Niết Bàn có thể được tiếp xúc ngay trong giây phút hiện tại, không những bằng tâm của mình mà bằng thân của mình. Khi mà hai chân của mình đi những bước thong dong, thảnh thơi, vững chãi, thì hai bàn chân của mình đang tiếp xúc với Niết Bàn. Hễ có vững chãi, hễ có thảnh thơi là có Niết Bàn. Và cái mức độ vững chãi và thảnh thơi của mình nó cho mình biết rằng mình tiếp xúc, mình đã tiếp xúc được với Niết Bàn sâu sắc tới cái mức độ nào. Đừng tìm về quá khứ. Có những người thì bất mãn với hiện tại và nghĩ rằng quá khứ đẹp hơn bây giờ. Hằng sự tăng là vì ete priben, luôn luôn nghĩ rằng quá khứ nó đẹp hơn. Và vì vậy cho nên không có thấy được cái hạnh phúc hiện tại. Mà nhiều người trong chúng ta bị kẹt vào cái đó, tại vì cái ngày xưa nó không còn nữa, cho nên so sánh với cái bây giờ, bất mãn với cái bây giờ thì mình cho cái ngày xưa là đẹp hơn. Nhưng thì thực nếu gửi mình về ngày xưa được á, thì mình cũng không có quý gì cái ngày xưa đó mấy. Mình là muốn lớn cho mau để làm người lớn. Tại vì ở ngày xưa mình đâu có an trú được trong hiện tại, mình đã đang chạy về tương lai mà. Thì bây giờ mình gửi mình trở về ngày xưa thì mình cũng như vậy thôi. Ăn sư tăng lá là vì ete pribel, vào cái thời xưa đó đời sống nó đẹp hơn và mặt trời nó sáng hơn. Đó là một câu trong bài hát Lá Mùa Thu mà người Pháp rất ưa hát. Nhưng mà có những người tìm về quá khứ, không phải là quá khứ, không phải là nghĩ rằng quá khứ nó đẹp, nhưng mà quá khứ đã từng ám ảnh, đã từng gây khổ đau. Quá khứ là một cái trauma nặng nề của mình. Mình đã khổ đau, mình đã ngất ngây, mình đã khắc khoải, mình đã chết trong quá khứ. Và những cái vết thương nặng nề trong quá khứ đó, nó trở thành một cái tù ngục. Và nó luôn luôn kêu mày, kêu mình về. Mày, trở về đây. Ta là chúa tể, ta là cai ngục. Mày không thể thoát khỏi tay ta đâu. Mày đi đâu cũng không thoát khỏi. Quá khứ nó nói như vậy. Và mình ngoan ngoãn như một con cừu trở về quá khứ, để cho quá khứ nó bầm dập, nó giam hãm, nó làm cho khổ đau. Thì quá khứ nó cũng là một cái tên cai tù rất lớn. Và tự nhiên mình rêu ríu, mình tuân theo
sống trong đời sống hàng ngày mà mình không có chịu sống với giây phút hiện tại, mình cứ tìm về quá khứ. Mình cứ tìm về quá khứ. Thì Đức Thế Tôn nói đừng tìm về quá khứ. Đó là một cái hiệu lệnh của Đức Bổn Sư. Đừng tìm về quá khứ. Đó là một cái hiệu lệnh của Đức Bổn Sư. Mình phải làm sao để mà làm theo được cái hiệu lệnh đó. Có khi mình đang ngồi với một người bạn, tự nhiên người bạn bỏ mình, không phải là đi chỗ khác, người bạn cũng ngồi đó, nhưng mà tự nhiên mình thấy rằng người bạn trầm ngâm, người bạn bị chìm, bị chết đuối trong quá khứ. Rõ ràng là anh ta đang ngồi bên cạnh mình, nhưng mà anh ta không ngồi với mình, anh ta đang bị quá khứ nó giam hãm. Đang ngồi với mình như vậy mà tự nhiên bị quá khứ bắt hết cả thở, cả hồn, cả xác. Mình biết rằng mình đang ngồi đây, nhưng mà người bạn mình không có ngồi với mình. Rồi mình tìm cách làm cho người bạn đó ra khỏi cái ngục tù quá khứ. Mình nói, a penny for your thought. Anh nghĩ được cái gì đó? Anh đang nghĩ gì đó? Nói tôi nghe đi. Tôi sẽ trả anh 10 cent. Thì người kia có thể giật mình và có thể mỉm cười, có thể ra khỏi được cái hình ảnh quá khứ đó. Và mình là người tu thì mình phải biết cái phương pháp đó. Mình phải biết phương pháp và tháo gỡ cho người bạn tu của mình. Đừng để cho người bạn tu của mình bị kìm kẹp, bị giam giữ bởi những cái hình ảnh của quá khứ. Mình phải dùng cái tình thương của mình. Mình phải dùng cái chánh niệm của mình. Mình phải dùng cái tình bằng hữu huynh đệ của mình để mình kéo người đó ra khỏi cái ngục tù của quá khứ. Mình là người tu thì mình phải biết lợi dụng cái người anh của mình, cái người chị của mình, cái người em của mình để có thể vượt thoát cái ngục tù đó của quá khứ. Và vì vậy cho nên sống trong một cái tăng thân nó có những cái lợi ích như vậy. Tăng thân dìu mình đi từng bước. Tăng thân kéo mình ra khỏi cái ngục tù của quá khứ. Tăng thân nắm tay mình và dìu mình đi từng bước trong hiện tại, để mình có thể tập làm quen và mình có thể an trú được trong hiện tại, an trú vững chãi trong hiện tại. Cái giờ phút mà mình xuống tóc, cái giờ phút mà thầy rải cái nước cam lồ trên đầu của mình, và những giọt nước cam lồ đó nó chảy tới đâu thì mát lành tới đó. Giờ phút đó là giờ phút mình được sinh ra trở lại một lần thứ hai. Tất cả tăng thân đang có mặt chung quanh mình, đang chắp tay, trong khi những cái giọt nước cam lồ nó thấm lên trên đầu mình. Đó là cam lồ quán định. Cam lồ quán định tức là nước cam lồ tưới lên trên đỉnh đầu của mình. Cái giờ phút đó là mình, giờ phút mình được ra đời. Mình trở thành một con người mới tinh khôi. Giờ phút đó là giờ phút mình chết. Mình để cho quá khứ chết. Giờ phút đó là mình để cho hiện tại sinh khởi. Thầy và tăng thân đưa mình ra đời.
cho mình một cái thân thể mới, một cái tâm hồn mới, new being, một cái giới thân, một cái pháp thân. Và cái giới thân đó, cái pháp thân đó được Bụt, được Pháp, được Tăng, được giới bảo hộ. Thì không có lý do gì mình còn phải sợ hãi. Thì không có lý do gì mình còn cảm thấy bơ vơ. Thì không có lý do gì mà mình quá lo lắng, quá sợ hãi đối với những cái lãnh chúa độc tài của quá khứ. Mình có thể quỳ lên, mình có thể nhắm mắt lại, mình có thể chắp tay, mình có thể quán tưởng đây là giây phút mà nước cam lồ chảy xuống trên đầu mình và mình đang trở thành một con người mới, một người hoàn toàn mới. Thầy và tăng thân trao cho mình một giới thân, một tuệ mạng mới, và mình có bổn phận phải để cho thầy, để cho tăng thân dìu mình đi từng bước một trên con đường mới này. Mình phải thấy rằng mình đang có an ninh là an ninh do sự bảo hộ của Bụt, của Pháp và của Tăng, của giới. Và chưa bao giờ trong cuộc đời của mình có an ninh như là bây giờ. Và nếu mình tự nhắc mình, nếu mình cho phép tăng thân nhắc mình, nếu mình cho phép thầy nhắc mình rằng là mình đang ở trong một cái tình trạng an ninh chưa bao giờ từng có, mà nếu mình sống được như vậy trong mỗi ngày thì tự nhiên cái cảm giác của sự sợ hãi, lo lắng sẽ không còn nữa. Hiện pháp lạc trụ, mỗi bước chân có thể đưa về an lạc, mỗi nụ cười có thể tỏa chiếu thảnh thơi. Đó là sự thực tập hàng ngày của mình. Đừng tìm về quá khứ là như vậy. Có khi chúng ta không muốn tìm về quá khứ, nhưng quá khứ nắm đầu ta kéo về. Và vì vậy cho nên ta phải tổ chức kháng cự. Và ta kháng cự với Bụt, với Pháp, với Tăng yểm trợ ta. Ta phải nhìn thẳng vào mặt quá khứ để mỉm cười, nói rằng ngươi chỉ là một bóng ma, ngươi không thể nào ám ảnh được ta nữa, ta đã vượt thoát khỏi ngươi rồi. Và chỉ có cái năng lượng chánh niệm, chỉ có Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng mới có đủ sức giúp mình nhìn quá khứ bằng cái con mắt đó. Mà kỳ thực quá khứ là một bóng ma thôi, nhưng mà bóng ma nhiều khi nó cũng dữ dằn lắm. Mình biết nó là một bóng ma, nhưng mà mình cứ để cho bóng ma nó nắm đầu mình thì rất là tệ. Vì vậy cho nên người tu là phải nắm lấy hiện tại, phải biết sử dụng năng lượng của Bụt, của Pháp, của Tăng, của giới để mà tự vệ mình, tự vệ, và không để cho một cái bóng ma nó quấy nhiễu trong đời sống hàng ngày của mình. Đừng tìm về quá khứ. Có nghe lời của Đức Thế Tôn nói không? Đừng tưởng tới tương lai. Cái tương lai là cái gì? Cái tương lai có phải là một bóng ma thứ hai hay không? Mà tại sao mình sợ nó quá như vậy? Cái sợ là cái gì? Cái sợ có phải chăng là những cái dự đoán về những cái gì sẽ xảy ra trong ngày mai trong đầu mình hay không? Có phải là những cái projection của mình về tương lai hay không? Ngày mai có thể cái này nó xảy ra, cái kia nó xảy ra. Mình project nó ra như vậy.
mình xả chiếu nó ra như vậy. Rồi chính cái đó nó làm cho mình sợ, chứ không phải là cái sợ tự nhiên mà nó phát sinh đâu. Cái sợ là ở chỗ mình tưởng tượng ra rằng ngày mai cái này sẽ xảy ra, cái kia sẽ xảy ra. Và con tương lai là một cái gì chưa có. Chưa có tại vì nó tương lai có bao giờ tới đâu. Khi mà nó tới nó thành hiện tại rồi. Nhưng mà tương lai cũng là một bóng ma. Cũng một bóng ma, cũng là một con ma rất lớn. Nó hút hồn mình. Nó khủng bố mình. Nó terrorize mình. Và cái sợ của mình nó phát sinh từ những cái dự tưởng trong đầu là ngày mai sẽ mình sẽ như thế này, ngày mai mình sẽ như thế kia. Biết ra sao ngày sau. What will become of me tomorrow? Và cái bóng ma của quá khứ cũng như là bóng ma của tương lai là hai cái bóng ma, nó chịu trách nhiệm rất lớn về cái chuyện mình mất tự do. Mình làm nô lệ cho hai con ma đó. Mara là cái gì? Ma vương là cái gì? Nó đâu phải là một cái gì trừu tượng đâu. Ma là cái đó đó. Ma là quá khứ, ma là tương lai. Hai con ma đó nó theo sát mình và nó điều khiển đời sống của mình. Mình nói, mình làm, mình suy nghĩ theo cái chỉ thị của những con ma quá khứ và những con ma tương lai. Thì mình không thể chịu được cái điều đó. Mình biết rằng lâu nay mình đã nằm dưới cái vùng ảnh hưởng của hai con ma lớn đó. Và mình biết rằng mình theo Đức Thế Tôn là để có một cái phương pháp đối trị với hai con ma này. Đó là phương pháp sống một mình. Đó là phương pháp sống sâu sắc mỗi giờ phút của đời sống hiện tại. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Đức Thế Tôn nói như vậy. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Đó là cái logic của tất cả chúng ta. Quá khứ chỉ là đóng bóng ma. Tại sao mà ta phải thần phục nó quá như vậy? Và tương lai cũng chỉ là một bóng ma. Tại sao ta phải sợ hãi quá như vậy? Chỉ có một cái thôi là cái hiện tại. Mà ta không có chịu sống hiện tại, không có học sống hiện tại, mà ta cứ để cho cái quá khứ và cái tương lai đó Nó trấn ngự thân và tâm của ta. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Có thể có những cái câu kinh mà nó vắn tắt hơn được hay không? Cái ngôn ngữ của kinh ở đây là như vậy. Từng chữ một, không dư một chữ. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Phải sống một cách tỉnh táo và phải sống những cái giây phút nó đang xảy ra cho mình. Sống mà biết là mình sống. Nhìn bông hoa thì mình biết là mình đang nhìn bông hoa. Và mình nhìn bông hoa một cách sâu sắc để có thể sống với bông hoa thật sự và để có thể thấy được cái chiều sâu, cái tự tánh của bông hoa. Mình sống với nụ cười, mình sống với ánh sáng mặt trời, mình sống với ngày thứ năm, mình sống với ngày chủ nhật. Tất cả những cái đó đều trở thành ra đối tượng quán chiếu là những người bạn đồng hành của mình trong giây phút hiện tại. Cái thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. An trú tức là living peacefully, dwelling peacefully. Thức giả là người có trí tuệ, chứ không phải là người có học, người có bằng cấp, tiến sĩ. Thức giả đây là người có tự giác. Người có tự giác là người không bị con ma quá khứ nó nắm đầu. Người có tự giác là người không bị cái con ma tương lai nó nắm đầu. Người có tự giác
là người biết sống, biết sống một cách an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Và cũng vì người đó ngồi yên được, người đó đi yên được, thì người đó có chất liệu của vững chãi và thảnh thơi, kẻ thức giả an trụ vững chãi và thảnh thơi. The wise people dwell in peace with solidity and freedom. Thế đó là sự thực tập của chúng ta. Mà tất cả những cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, tất cả những cái pháp môn của Đức Thế Tôn nêu ra, mục đích của Phật, của Pháp, của Tăng là để giúp cho chúng ta làm được chuyện đó. Chuyện gì? Chuyện an trú, vững chãi và thảnh thơi trong hiện tại. Khi mà sư chú bước đi thì sư chú phải thực tập được cái sự an trú. Mỗi bước chân của sư chú nó vừa vững chãi, nó vừa thảnh thơi. Đó là sư chú đang bước những bước chân của Đức Thế Tôn. Mỗi khi sư cô ngồi xuống, sư cô ngồi vững chãi như núi. Ngồi đây, ngồi cội bồ đề, vững thân chánh niệm, không hề lãng phí. Ngồi, đúng thực là ngồi. Đứng cho yên, ngồi cho vững trong hiện tại. Có an lạc quan, đó là sự thực tập của chúng ta. Và chúng ta sống trong tăng thân là để làm được cái chuyện đó. Có thể là chúng ta sống trong đời sống hàng ngày ở ngoài đời, trong xã hội, vì không có tăng thân, cho nên dầu có thấy được cái con đường đi nữa, chúng ta cũng khó mà đứng cho yên, ngồi cho vững, lái xe cho đàng hoàng. Hoặc bị quá khứ, hoặc bị tương lai nó thúc đẩy. Nhưng mà trong cái tăng thân, tất cả mọi người đều đang cùng tập dược, cùng luyện tập một cái phương pháp. Và vì vậy cho nên sống trong tăng thân, ta có cơ hội làm được chuyện này hay ho hơn. Ta đứng thật yên, ta ngồi thật vững. Và khi ngồi ăn cơm, ta thực sự ngồi ăn cơm. Ăn cơm trong thời gian ăn cơm 45 phút, 1 giờ đồng hồ, ta có hạnh phúc, ta có vững chãi, ta có thảnh thơi. Giặt áo cũng là thực tập, quét sân cũng là thực tập, chùi nồi cũng là thực tập, ăn cơm cũng là thực tập. Cái mục đích của chúng ta khi có mặt ở đây là làm chuyện đó, và làm trong cái môi trường của tăng thân, có tăng thân yên trợ. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo mà ngày mai không kịp. Ăn thua là cái hôm nay thôi. Phải làm cái chuyện đó ngày hôm nay. Mình đã được, người ta đã tạo dựng ra cho mình cái khung cảnh, người ta đã tạo dựng cho mình những điều kiện để làm chuyện đó, và làm hôm nay. Mà mình không làm, nếu mai tôi mới làm thì đâu được. Kẻo ngày mai không kịp, tại vì vô thường. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Cái chết ơi, anh chờ tôi một chút, tại vì tôi chưa kịp tu, cho tôi vài ngày nữa để tôi tu cho đàng hoàng, rồi anh hãy tới. Cái chết nó không có thể nào mặc cả với cái chết được. You cannot deal with death. Và vì vậy cho nên cái chết nó trở thành ra một cái kích thích tốt, một cái stimuli để cho mình có thể sống được vững chãi và thảnh thơi. Và khi mình được ông bác sĩ nói rằng anh còn 6 tháng nữa để sống, thì mình mỉm cười và nói được, tôi sẽ sống 6 tháng của tôi rất đàng hoàng. Mà bác sĩ cũng vậy, bác sĩ thế nào cũng phải chết. Vì vậy nên bác sĩ cũng hãy bắt chước tôi, chúng ta đều sống cái đời sống hàng ngày của chúng ta cho đàng hoàng. Đó là người có tự nhiên. Và vì vậy cho nên cái chết này, cái sự thực này là anh sẽ phải chết đó, nó giúp cho cái người hành giả biết rằng những cái ngày tháng còn lại mình phải sống như thế nào để có vững chãi, để có thảnh thơi, để có hạnh phúc, và để cho con cháu nó có một cái tương lai. Nghĩa là nó cũng sẽ được sống như mình.
Nên khi ông bác sĩ nói rằng anh còn 6 tháng nữa để sống thì đó là tiếng chuông chánh niệm rất lớn. Thì chúng ta, người nào cũng có cái 6 tháng của chúng ta hết. Người 6 tháng, người 7 tháng, người 6 năm, người 7 năm, người nào cũng sẽ như vậy hết. Vậy thì Đức Thế Tôn có nói đây, phải tinh tiến hôm nay kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Mâu Ni tức là ông thầy tu. Sakyamuni là ông thầy tu dòng Thích, họ tên là Thích Ca. Và như vậy là định nghĩa sống một mình là sống an trú đêm ngày trong chánh niệm, sống trong hiện tại. Hồi nhỏ chúng ta thường được hay nghe nói chuyện ma. Chúng ta sợ quá, nhưng mà càng sợ là càng ưa nghe nói chuyện về ma. Rồi có người lớn muốn cho chúng ta đừng có bị nhập tâm. Thầy mới nói làm gì có ma, khoa học bây giờ, theo khoa học bây giờ làm gì có ma. Nhưng mà rõ ràng là có ma. Những ma ác ôn vô cùng, những ma quá khứ, con ma tương lai, là hai con ma mà ta phải đương đầu mỗi ngày. Cái hồi nhỏ chúng ta được người lớn nói rằng khi nào mà gặp ma thì mình phải bắt cái ấn cắt tường và mình phải đọc một câu thần chú An Mani Bát Mê Hùng hay là cái gì đó. Rồi chúng ta học thuộc. Rồi ban đêm chúng ta nằm mơ mộng màng, chúng ta thấy con ma dễ sợ quá là chúng ta mới bắt ấn. Rồi chúng ta đặt câu đó thì thấy con ma nó chẳng sợ gì hết, nó còn nghe răng thêm một cái nữa. Nhưng mà những con ma đó rất dễ thương. Có con ma quá khứ và con ma tương lai này mới là ác ôn. Nhưng mà theo cái phương pháp của Đức Thế Tôn, con ma quá khứ, con ma tương lai tuy nó ác ôn như vậy, nhưng mà nếu mình biết cách thì mình sẽ không bao giờ bị rơi vào trong cái năng quốc của chúng nó. Chỉ cần mỉm cười thôi, chỉ cần thở đưa là chánh niệm, và đưa cái năng lượng chánh niệm vào trong nụ cười và mình cười với nó. À, tôi biết anh là ma rồi. Rồi mình mỉm cười với nó thì nó không làm gì được. Tại vì trong cái nụ cười đó nó có chất liệu của buộc, của pháp, của tăng. Sở dĩ mình bị nằm trong nanh vút của nó là tại vì mình không biết nó là nó. Nó không biết là nó là ma. Chứ còn nụ cười của mình là nụ cười của giác ngộ, của giải thoát. Nó có chánh cái niềm ở trong. Vì vậy cho nên các vị hãy tập mỉm cười với ma, con ma quá khứ. Ma quá khứ tôi biết anh chỉ là một con ma mà thôi, anh dễ giàu gì mà anh bắt được tôi. Mỉm nụ cười đó thì ta giải thoát, ta thảnh thơi. Con ma tương lai cũng vậy. Khi mà chúng ta có những sự sợ hãi, ta biết rằng con ma tương lai đang trấn ngự. Ta phải nhìn sự sợ hãi đó và ta mỉm cười, ta nói tôi biết rồi, anh là ma. Thì ngày xưa Đức Thế Tôn cũng làm như vậy thôi. Ma vương hiện ra rất nhiều lần trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, dầu là trong khi ngài thành đạo. Và mỗi lần ma vương hiện ra thì buộc chỉ cần mỉm cười, à tôi biết rồi, anh là ma và ma ra chứ ai nữa. Thì mỗi khi mà Đức Thế Tôn mỉm cười và nói như vậy thì ma ra rút lui. Trong kinh điển
Mara xuất hiện nhiều lần lắm, mà mỗi lần xuất hiện Đức Thế Tôn chỉ cần cười thôi, Ngài không cần bất ẩn, Ngài không cần đọc thần chú gì cả. Vậy thì ai là người biết tu tập? Chúng ta biết rằng cái nụ cười ý thức của chúng ta, cái nụ cười chánh niệm của chúng ta mà nở ra đối với con ma quá khứ thì con ma quá khứ không làm gì được, và mình còn thương nó nữa, mình thấy nó tội nghiệp, nó không phải là kẻ thù, và mình sẽ tu tập để cho nó cũng được giải thoát như mình, chứ không phải là kẻ thù của mình. Bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu kinh Người Biết Sống Một Mình. Sau đây là những điều tôi được nghe lúc Đức Thế Tôn còn lưu trú ở tỉnh xá Kỳ Viên trong vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ. Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo: Này quý thầy. Các vị khất sĩ đáp: Có chúng con đây. Đức Thế Tôn dạy: Tôi sẽ nói cho quý thầy nghe thế nào là người biết sống một mình. Trước hết tôi nói đại cương, sau đó tôi sẽ giải thích. Quý thầy hãy lắng nghe. Thưa Thế Tôn, chúng con đang lắng nghe đây. Đức Thế Tôn dạy. Thì chúng ta thấy rõ rằng là buộc có một bài thơ, bài kệ, rồi buộc tự ý kêu các thầy tới, buộc đọc bài kệ đó cho các thầy nghe, rồi buộc giải thích. Có lẽ là cái chuyện này nó xảy ra sau khi mà buộc đã gặp thầy Thượng Tọa, và buộc thấy rằng học trò mình có nhiều đứa nó không có thông minh lắm, nó nghe mình nói về cái chuyện sống một mình thì nó sống một mình theo cái kiểu đó đó, nó đi khất thực một mình, nó ngồi ăn cơm một mình, nó làm cái gì cũng một mình, nó xa lánh các bạn đồng tu, thì như vậy đâu phải là sống một mình. Thành ra sau khi buộc đã dạy cho thầy Teranamo, dạy cho thầy Tera, thì là buộc nghĩ rằng mình phải dạy lại một cách cho đàng hoàng, cho nên Ngài mới gọi các thầy tới và Ngài đọc cho các thầy nghe bài kệ, đọc xong rồi Ngài giải thích. Trang 70. Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm hành, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang tìm về quá khứ. Người ấy là ai? Người ấy là tất cả chúng ta. Chúng ta đều đã là nạn nhân của quá khứ. Chúng ta đã từng bị thương tích nặng nề trong quá khứ. Thân thể của ta đã bị đối xử như vậy trong quá khứ. Cảm thọ của ta đã tiêu điều như thế trong quá khứ. Tri giác của ta đã tối mù như thế, đen tối và âm u như thế trong quá khứ. Tâm hành của ta đã đầy những buồn đau như thế trong quá khứ, và tâm thức của ta đã u mê như thế trong quá khứ. Nói tóm lại là tất cả con người của ta trong quá khứ nó đã như vậy. Con người của ta là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Năm cái đó trong quá khứ nó đã như vậy. Và những cái ấn tượng đó, những cái kỷ niệm đó, nó một là nó đã bị chôn giấu một cách chặt chẽ ở trong cái chiều sâu của tâm thức. Và tuy rằng ta không muốn tìm về nó, ta không muốn nhớ lại nó,
Tại vì mỗi lần ta nhớ lại nó thì ta khổ đau, ta buồn tủi, ta lo sợ. Tại quá khứ như vậy thì tương lai làm sao? Cho nên cái anh chàng quá khứ, anh chàng liên minh với anh chàng tương lai để làm cho ta thất điên bắt đạo. Hai con ma đó nó có một cái thế liên minh ghê lắm. Vì quá khứ đã như vậy cho nên ta mới sợ tương lai. Mà tại vì những cái kỷ niệm quá khứ đó nó đau buồn quá, ta biết rằng nếu nó sống dậy thì ta khổ, người ta chịu không nổi, ta nứt ra, ta sụm ba che. Vì vậy cho nên ta đã cố tình chôn giấu những cái kỷ niệm đau buồn đó ở trong cái chiều sâu của quá khứ, nó giống như là kiếp trước vậy. Nhưng mà lâu lâu nằm ngủ thì nó cơ quỷ. Trong khi nằm mơ thì nó cơ quỷ, nó trồi lên. Tại vì càng đè từng nào thì nó càng ấm ức từng đó. Thì trong ta có một cái cơ chế tự tồn, một cái defense mechanism, nó tìm cách khóa những cái hình ảnh đó vào trong chiều sâu tâm thức để ta có thể tạm thời được an lạc một cách artificial, một cách khơi khơi ở trên mặt, khả dĩ có thể tạm sống nổi. Ta biết rằng ở dưới nó có một cái bom, nó có những cái chất nổ, nhưng mà cái bom đó, chất nổ đó đã được một lớp cát, một lớp đất phủ lên trên, và ta ngồi trên, ta tưởng tượng rằng ở dưới đó không có cái gì hết, nhưng mà kỳ thực nó có một cái bom rất lớn. Là tại vì chúng ta đã chôn, đã gài, đã đẩy ra xuống đó. Và trong cái đời sống hàng ngày, tuy rằng ta không muốn nghĩ tới những cái điều đó, nhưng những điều đó vẫn âm thầm nó sai sự ta, nó sai sự ta trong khi ta nói, ta làm và ta sống. Nhiều khi ta rất muốn ngọt ngào với anh, với em, với chị, nhưng mà ta không ngọt ngào được, là tại vì ta bị nó điều kiện hóa. Nhiều khi ta muốn mở trái tim của ta ra, nhưng mà ta mở không được. Không phải là ta không muốn, ta rất muốn, nhưng mà ta làm không được, là tại vì ta bị điều kiện hóa, bị sai sự bởi quá khứ. Và vì vậy cho nên trong quá khứ, hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc và quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ, thì người đó đang tìm về quá khứ. Người đó tìm về quá khứ một cách vô tâm hay là hữu tâm, có khi cố ý nhớ lại, có khi không muốn nhớ, nhưng mà vẫn bị nó kéo về. Thứ nhất là mình bị thương tích trong quá khứ. Thứ hai là mình có những hình ảnh thân thương trong quá khứ. Những cái đó dầu là kỷ niệm đẹp hay là những thương tích nặng nề, thì những cái thương tiếc đó, những cái tiếc nuối đó, những cái thương tích đó, nó vẫn là một cái động lực, nó luôn luôn kéo mình về. Và vì vậy cho nên mình phải ý thức rằng là nếu mà mình không có tu tập thì mình luôn luôn còn là cái nạn nhân của con ma quá khứ. Đừng tìm về quá khứ không có nghĩa là hãy ráng quên quá khứ. Hãy chôn vùi quá khứ. Hãy làm bộ như quá khứ không đã chưa bao giờ từng xảy ra. Không phải là như vậy. Là tại sao? Tại vì quá khứ nó đã trở thành hiện tại.
Và nếu ta sống được sâu sắc trong hiện tại thì ta có thể chuyển hóa được cái quá khứ. Tại trong hiện tại ta đang có những cái tập khí, những cái tập khí rất rõ ràng, nó đang ở trong hiện tại. Mà ta nhận diện được cái tập khí đó, ta mỉm cười với tập khí đó, thì ta có thể giải thoát cho ta ra khỏi cái tập khí đó, ta có thể chuyển hóa cái tập khí đó. Xin nhắc trở lại là mình trở về quá khứ bằng hai cách. Một là mình cố tâm, mình nhớ tới. Hai là nó như là con ma, nó kéo mình về. Trong khi đó thì cái phương pháp tu học của chúng ta là an trú trong hiện tại. Mà an trú trong hiện tại đây không có nghĩa là phủ nhận những cái ảnh hưởng của quá khứ. Tại vì tất cả những cái đau thương của quá khứ, những cái đam mê trong quá khứ, nó đang có mặt trong hiện tại dưới cái hình thức của hiện tại. Những cái cách ta hành sự, những cái cách ta nói năng, những cách ta làm việc là nó được sai sự, nó được điều kiện hóa bởi cái những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải sống trong hiện tại để thấy được rõ ràng những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Và chỉ có khi thấy được chúng nó một cách rõ ràng thì chúng ta mới có thể mỉm cười với nó và chuyển hóa nó. Cho nên Đức Thế Tôn đã nói rằng kẻ thức giả an trú, hãy quán chiếu đời, hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Tại sự sống nó có hai cái. Thứ nhất là những cái màu nhiệm của sự sống có công năng nuôi dưỡng và chữa trị ta. Thì sống trong hiện tại ta tiếp xúc được với những cái yếu tố màu nhiệm có công năng nuôi dưỡng và trị liệu đó. Thứ hai là sống trong hiện tại ta quán chiếu và ta thấy được những cái lề thói, những cái tập khí nó đang sai sử ta, nó đang xúi ta nói những cái mà ta không muốn nói, nó đang xúi ta nghĩ những cái mà ta không muốn nghĩ, nó đang xúi xử ta làm những cái mà ta không muốn làm để gây đổ vỡ trong ta và xung quanh ta. Thì cái đó chỉ có khi nào an trú trong hiện tại mình mới có thể nhận diện được chúng nó. Mình cười với chúng nó và chuyển hóa được chúng nó. Mà chuyển hóa được chúng nó tức là con ma quá khứ sẽ không có làm gì mình được nữa. Trong quá khứ ta đã từng đau khổ, và vì khổ đau như vậy ta sợ hãi, và vì vậy cho nên ngay trong hiện tại ta cũng có sự sợ hãi. Không có gì đáng sợ hết, nhưng mà ta vẫn sợ run. Mà cái sợ này nó không có căn cứ, nó là một cái tập khí. Và vì cái tập khí đó ta có những cái mẫu mực hành xử, những cái habitual pattern. Nó tạo ra, nó làm ra những cái khung khổ mà trong đó ta không thấy thoải mái, không thấy an lạc, và ta làm mất sự thoải mái an lạc của những người chung quanh ta. Và chỉ có hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại thì ta mới thấy được mặt mũi của tôi. Và thấy được mặt mũi từ nó thì mỉm cười với nó. À, cái này là tập khí. À, cái này là thói quen. À, cái này là cái đã làm cho mình không có mở lòng ra được, làm cho mình không có thương yêu được. Và khi mình tiếp tục nhận diện bằng cái nụ cười của mình như vậy thì tự nhiên những cái tập khí đó nó sẽ tiêu tán, và những hình ảnh ma quái của quá khứ
nó cũng sẽ được chuyển hóa, được tăng điểm. Vậy thì trong cái đoạn này buộc dạy là nếu mình cứ để cho mình trở về quá khứ, để cho con ma quá khứ nó nắm đầu mình, thì như vậy mình không có một cái cơ hội nào sống trong hiện tại để làm công việc nuôi dưỡng và trị liệu cho mình cả. Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? Đây là sự thực tập của mình. Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nó có nghĩa là mình có thể nghĩ về quá khứ được, nhưng mà không có để cho quá khứ nó nắm đầu mình. Đức Thế Tôn không có dạy là chúng ta không có được suy nghĩ về quá khứ. Chúng ta có quyền nghĩ rằng trong quá khứ ta đã bị như thế đó, ta đã được như thế đó, thân của ta như thế đó, tâm của ta như thế đó, ta có quyền nghĩ về cái đó, nhưng mà không có để cho những hình ảnh đó nó nắm đầu ta, nó lung lạc ta và nó giam hãm ta. Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc, quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang không tìm về quá khứ. Có nhiều người nghĩ rằng hiện pháp lạc trú là chỉ được nghĩ tới hiện tại thôi, không có được nghĩ tới quá khứ. Nói như vậy là sai. Nếu ta thiết lập, tự thiết lập mình vững chãi trong quá khứ, thì ta có thể quán chiếu về trong hiện tại, thì ta có thể quán chiếu về quá khứ, và ta có thể có tuệ giác về quá khứ. Ví dụ như là mình kể một câu chuyện ngày xưa đã xảy ra cho mình. Có hai cách kể. Một là mình kể như thế nào để mình hoàn toàn bị cái kỷ niệm ngày xưa nó ôm lấy, nó thống trị, và trong khi kể câu chuyện đó mình khóc như mưa, như gió, mình không làm chủ được mình. Có một cách thứ hai là mình thiết lập vững chãi ở trong hiện tại. Mình có một sư anh ngồi bên, một sư em ngồi một bên, và mình nói tôi sẽ kể cho câu chuyện đó cho sư anh và sư em nghe. Và mình kể, mình kể đúng cái gì đang xảy ra, nhưng mà mình vẫn là mình như thường. Mình không có bị cái quá khứ đó nó nắm đầu, nó giam hãm, và mình không có khóc như mưa như gió như là cái người kia. Là tại vì mình đang an trú trong hiện tại để mình quán chiếu về một cái gì đang xảy ra trong quá khứ. Chứ không có nghĩa là cái pháp thực tập của làng Mai là không có quyền nghĩ tới quá khứ. Ta có quyền nghĩ tới quá khứ với điều kiện là ta an trú vững chãi trong hiện tại, rồi ta lấy quá khứ ra để làm đối tượng của quán chiếu. Và nếu ta yếu thì ta phải có ta phải biết cái phương pháp chế tác thêm cái năng lượng chánh niệm, và ta phải nhờ đến chánh niệm của sư anh, của sư em, của sư chị, để ta có thể quán chiếu cái quá khứ mà không có bị quá khứ nó nắm đầu. Cho nên tăng thân rất là quan trọng. Một mình anh mà nếu anh muốn quán chiếu về quá khứ thì anh phải biết rằng anh mạnh hay là con ma nó mạnh. Nếu anh thấy rằng con ma nó mạnh hơn mình thì anh khoan làm đã, anh hãy thực tập thiền hành, thiền tọa cho anh vững lên một chút nữa. Rồi nếu mà cho chắc ăn thì anh phải nhờ một số anh, số chị ngồi một bên để yểm trợ, để hồi niệm cho anh, rồi anh mới mời con ma kia về. Ma ơi, tới đây tôi coi mặt một chút coi. Và mình phải nắm chắc phần thắng trong tay thì mình mới làm thôi. Nó đó là một cuộc hành quân, một cái cuộc chiến đấu, một cái cuộc đối diện, một cuộc sắp trận. Và vì vậy cho nên sống trong một cái tăng thân có những người cùng thực tập với mình, đó là một cái điều kiện rất thuận lợi. Này quý thầy, sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, tri giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia, nghĩ như thế mà khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì người ấy đang tưởng tới tương lai, lo lắng và sợ hãi, hoặc là
hoặc là mơ tưởng đều là những con ma hết. Và nếu bị con ma quá khứ và con ma tương lai nó nắm đầu thì mình đâu còn sự sống nữa. Mình không còn có khả năng để sống trong giây phút hiện tại. Mà chúng ta biết rằng tịnh độ, cực lạc, thiên đường, nước Chúa, tất cả những cái đó nó chỉ có thể có trong hiện tại mà thôi. Ta đánh mất hết tất cả những cái đó là tại vì hai con ma kia. Một vị A-la-hán là một vị có thể phá được cái bầy ma. Mà bầy ma này trước hết là bầy ma quá khứ, bầy ma tương lai. Sầu đau và sợ hãi là tên của những con ma. Sầu đau và sợ hãi là tên của hai con ma lớn. Chúng ta hãy trở về với cái câu chuyện anh chàng được bác sĩ nói là anh chỉ còn 6 tháng nữa để sống. Anh chàng đã nói ok, cứ cho là 6 tháng nữa tôi chết đi. Tôi không có tin rằng bác sĩ nói đúng lắm, tại vì có nhiều bác sĩ đã nói và sự thật nó không xảy ra như vậy. Bác sĩ nói rằng anh chỉ còn 6 tháng để sống, mà người kia sống luôn 25 năm. Thì ông bác sĩ đó cũng không có giỏi gì mấy. Tại vì tùy theo cách mình sống. Thì cứ cho rằng tôi 6 tháng nữa sẽ chết đi. Nhưng mà từ đây cho tới khi tôi chết thì tôi sẽ sống đàng hoàng. Và người đó thực tập cái phương pháp của kinh người biết sống của mình. Trở về sống từng giây phút an lạc, vững chãi và thảnh thơi trong sự sống. Cái nâng cao cái phẩm chất của đời sống trong từng phút giây. Và khi mà người đó sống được như vậy rồi thì người đó đạt được cái tự do. Không có bị cái quá khứ nó nắm đầu, không bị cái tương lai nó làm cho run sợ. Và khi mà sống vững chãi và thảnh thơi trong giây phút hiện tại như vậy thì người đó tự nhiên thấy được cái chiều sâu của sự sống và tìm ra được rằng là thọ mạng của mình, thọ mạng của mình là vô lượng. Chúng ta đã đọc những cái kinh khác và chúng ta biết rằng các kinh như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Kim Cương đều nói rằng thọ mạng của các Đức Thế Tôn là vô cùng. Cái ý niệm về thọ mạng của ta là ý niệm rằng ta sanh ra từ một cái, trong một cái giây phút nào đó, và ta sẽ chết đi trong một cái giây phút nào đó, và giữa hai giây phút là 80 năm hay là 90 năm hay là 100 năm. Người ta nghĩ rằng đó là thọ mạng của ta. Nhưng mà đó là tại vì ta chưa biết sống vững chãi thảnh thơi trong giây phút hiện tại. Nếu ta sống vững chãi thảnh thơi và quán chiếu sự sống sâu sắc thì ta sẽ khám phá ra rằng thọ mạng của ta cũng vô lượng như thọ mạng của Đức Thế Tôn. Và cái mà gọi là sinh hay là diệt kia nó không có đồng chạm được tới cái thọ mạng của ta. Và vì vậy cho nên ta thấy cái chết không có, nó chỉ có sự biểu hiện và sự ấn tàng thôi. Và vì vậy cho nên trong 6 tháng đó người đó có thể đắc đạo, người đó có thể tiếp xúc được cái không sinh không diệt. Và đối với người đó, cái 6 tháng hay là cái 8 tháng nó không còn nghĩa gì nữa. 6 tháng hay là 60 năm nó cũng không còn nghĩa gì nữa. Ăn thua là khi mình tiếp xúc được với cái tự tính bất sinh bất diệt. Mà tiếp xúc được với cái đó rồi thì sống chết đâu có ép, đâu có làm gì được ta. Sinh tử
đâu có thể ép buộc được ta. Ư ngã hà thương, sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương. Đó là câu kể của Tuệ Trung Tự Sĩ, là cái ý niệm về sinh và về diệt, về về chết, nó đã từng ép buộc mình thì bây giờ nó không có động được tới mình nữa. Sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương. Vậy thì đôi khi cái ông bác sĩ ông nói như vậy mà ta có được một cái chung chánh niệm, ta trở về, ta sống được từ đây cho đến cái giờ phút đó, mà giờ phút đó không có hẳn là 6 tháng, nó có thể là 1 tháng, hay nó có thể là 30 năm. Mà nếu ta sống được một cách thanh thơi vững chãi như vậy thì nó sẽ xảy ra là ta sẽ sống dài hơn các ông bác sĩ. Là như vậy đó. Ông bác sĩ sẽ có thể chết trước ta, là tại vì ông sống rất là thiếu chánh niệm, thiếu an lạc, thiếu thận thân. Trong khi ta nhờ cái tiếng chuông đó thính lên, ta bắt đầu học được cái chuyện sống an lạc, vững chãi và thận thơi. Vậy vậy cho nên trong thân ta nó có những cái chuyển hóa và ta có thể sống lâu hơn ông bác sĩ. Chuyện đó nó từng xảy ra và đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, tri giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia, nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì người đó đang không tưởng tới tương lai. An trú trong hiện tại, ta có thể khám xét về tương lai. Một ngày mai ta sẽ nằm cứng đơ, lạnh ngắt ở trên giường, mà ta vẫn không có sợ như thường, không có sợ gì hết. Ta thấy rằng những người thân của ta gọi đến ta, ta không có trả lời nữa, ta im lặng. Tại vì tai ta không có nghe, mắt ta không có thấy nữa. Ây vậy người ta vẫn tỉnh bơ như thường, ta không có sợ hãi gì hết. Ta không có sợ hãi gì hết là tại vì ta đã sống sâu sắc, ta đã quán chiếu, ta đã tiếp xúc được với cái thế giới của không sinh không diệt. Cho nên cái giờ phút đó ta biết rằng cái thân, cái tử thi kia ta, cái tử thi, cái thây chết kia đâu phải là ta. Ta không có còn đồng nhất hóa ta với cái hình hài lạnh ngắt kia nữa, thì tại sao ta phải sợ? Vậy thì có người nghĩ tới cái giờ phút mình chết, mình đau, bỏ những người thân, rất là làm sợ hãi, hoảng sợ. Nhưng mà có người nghĩ tới thì vẫn mỉm cười như thường. Tại sao? Có cái sự khác biệt đó. Sự khác biệt đó là ở chỗ người này sống sâu sắc vững chãi trong hiện tại. Vậy vậy cho nên đã khám phá ra được cái tính vô sinh bất diệt của sự sống. Vậy thì không phải là mình cố tình không có nghĩ tới nó. Mình nghĩ tới, và nghĩ tới như vậy là để cho mình quán chiếu. Cho nên các thầy và các sư cô thường thường mỗi ngày đều nên đọc lại năm cái điều quán nguyện, là tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già, tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thế nào tránh được cái chết, tôi thế nào cũng bệnh, tôi không thế nào tránh khỏi cái bệnh. Tất cả những cái gì thân thương của tôi hôm nay thì ngày mai tôi cũng phải buông bỏ, tôi không có đem theo cái gì hết. Tất cả những cái đó là buộc đã dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải làm. Tại vì buộc là ông bác sĩ, buộc nhắc chúng ta như vậy để chúng ta biết trở về sống sâu sắc những giây phút hiện tại. Và nếu sống sâu sắc những giây phút hiện tại được thì ta vượt thoát những cái gọi là cái già, cái chết, cái bệnh. Những cái đó xảy ra ta vẫn mỉm cười, ta thấy nó tự nhiên quá chừng. Và đôi khi ta còn thích nữa, là tại vì đó là một cơ hội để ta làm mới, để ta làm mới lại.
Cái thứ năm là tôi là kẻ thừa tự những cái hành động của tôi. Tôi là người thừa tự duy nhất những cái hành động của tôi. Khi tôi ra đi thì tôi chỉ mang theo những cái đó thôi. Je suis l'héritier unique de mes actions. Vậy thì trong kinh này chúng ta thấy rõ là sống trong hiện tại không có nghĩa là mình cấm mình không được nghĩ tới quá khứ, mình cấm mình không nghĩ được nghĩ tới tương lai, nhưng mà là mình phải an trú trong hiện tại để mỗi khi mình quán chiếu quá khứ, mình quán chiếu tương lai, mình có tự do và mình vượt thoát được những cái sầu đau và những cái sợ hãi. Tại vì trong cái giáo lý tương tức và tương nhập thì quá khứ nó làm ra hiện tại và hiện tại nó làm ra tương lai. Vì vậy cho nên tiếp xúc với hiện tại là ta đã tiếp xúc với quá khứ rồi và tương lai rồi, mà ta không có bị ma quá khứ và tương lai nó nắm đầu ta. Chúng ta đọc tiếp. Này quý thầy, thế nào gọi là bị lôi cuốn theo hiện tại? Sống trong hiện tại không có nghĩa là bị lôi cuốn theo hiện tại. Có chủ quyền. Khi một người không học, không biết gì về Bụt, về Pháp, về Tăng, không biết gì về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, không tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, cho rằng hình thể này là mình là hình thể này, cảm thọ này là mình là cảm thọ này, tri giác này là mình là tri giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang bị lôi cuốn theo hiện tại. Cái đoạn văn này là để nói rõ hai câu hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Sống trong hiện tại nghĩa là sống sâu sắc với một cái ý thức minh mẫn để có thể quán chiếu được. Và khi mình quán chiếu như vậy thì mình không có thấy rằng cái thân này là mình. Mình không nói tôi là cái hình thể này, cái hình thể này là tôi. Một mai cái hình thể này không còn nữa thì tôi không còn nữa. Cái đó là vô minh rồi. Chính cái đó nó phát sinh ra sự sợ hãi. Chính cái đó nó phát sinh ra sự sầu đau. Và chính cái đó nó làm cho mình bị con ma quá khứ và ma tương lai nó nắm đầu. Và vì vậy cho nên sống sâu sắc trong hiện tại là khám phá ra được cái tính tương tức tương nhập, cái tính tương duyên của tất cả vạn pháp, và không có bị cái sự u mê chấp ngã nó điều khiển. Không có thấy rằng mình là cái thân này, mình chỉ là cái thân này, và cái thân này là mình. Mình chỉ là những cái cảm thọ này, những cảm thọ này chính là mình. Mình chính là những cái nhận thức này, những cái nhận thức này là mình. Mình là những cái tâm hành này, những cái tâm hành này là mình. Mình là cái nhận thức này là mình. Khi mà mình không có đồng nhất mình với những cái yếu tố của năm uẩn, khi mình thấy được sự sống là thanh thản, mình không bị kẹt vào trong cái ý niệm về ngã, thì lúc đó không có con ma nào còn có thể lung lạc mình nữa, kể cả con ma quá khứ và con ma tương lai. Tại vì sống được như vậy thì tiếp xúc được với cái thế giới của không sinh không diệt. Mà tiếp xúc được với thế giới của không sinh không diệt rồi thì làm sao quá khứ nó còn có thể giam hãm mình, và tương lai làm sao để có thể tạo ra những cái sợ hãi cho mình được nữa. Và đây là cái tinh túy của giáo lý Đạo Bụt. Này quý thầy, thế nào gọi là không bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người có học, có biết về Bụt, về Pháp, về Tăng,
có biết về các bậc hiền nhân và gia pháp của các bậc này, có tu tập theo gia pháp của các bậc hiền nhân, không cho rằng hình thế này là mình. Cảm thọ này là mình, tri giác này là mình, tâm tư này là mình, nhận thức này là mình, thì người đó đang không bị lôi cuốn theo hiện tại. Chỉ có một câu thôi, nhưng mà đủ để ta áp dụng vào suốt đời của ta. Những cái gì thuộc về sắc, về thọ, về tướng, về hành, về thức, ta sống hàng ngày với nó, nhưng mà ta biết được cái tính nhân duyên của nó, cái tính duyên khởi của nó. Ta biết rằng nội sắc cũng như ngoại sắc chỉ là sắc, nội thọ hay là ngoại thọ cũng chỉ là thọ. Và ta thấy được tính nhân duyên, tính duyên sinh của tất cả các cái hiện tượng đó, thì ta không có bị, ta không còn nắm bắt, ta không còn bị kẹt vào. Và vì vậy cho nên ta không còn bị quá khứ, tương lai và cả cái hiện tại nó đàn áp, nó sai sự nữa. Đó, tôi đã chỉ cho quý thầy biết về đại cương và giải thích cho quý thầy nghe về thế nào là người biết sống một mình. Buộc nói xong, các vị khách sĩ đồng hoan hỷ phụng hành. Eka là một, Vihari là trú, độc trú. Mà khi mà mình sống với một con ma đó, thì không còn gọi là độc trú nữa, gọi là song trú hay là nhị trú. Đây là sống một mình, đây là sống hai mình. Vậy thì người tu là phải biết sống một mình. Khi mà anh để, anh ngồi đó, anh đang đi, anh đang ăn cơm mà anh để một con ma ngồi bên anh, thì lúc đó không phải là độc trú, đó là song trú hoặc là nhị trú. Và khi mình thấy một sư anh đang ngồi với ma, thì nói: anh ơi, anh đang ngồi với ai đó, thì sư em sẽ thức dậy. Khi mình thấy một sư em đang ngồi với một con ma tương lai, thì sư em đang ngồi với ai đó, thì sư em sẽ thức dậy. Đừng có để cho nó ám ảnh. Mình phải phá ma. Trong hiện tại mình có những cái đam mê, mình có những cái vướng mắc, mình có những cái hận sâu, mình có những cái dự án, và mình sống với những cái đó thì cũng phải là độc trú. Cái đó đang sống với con ma thứ hai. Và người tu là đừng có sống với con ma, gọi là độc trú, độc cư. Ban đầu khi cái anh chàng mà
được nghe bác sĩ nói là anh còn 6 tháng để sống, thì anh thấy đất nó sụp dưới chân anh. Nói trời ơi, tôi còn biết bao nhiêu chuyện tôi phải làm nữa mà. Sao chết sớm quá vậy? Tôi còn biết bao nhiêu chỗ tôi muốn đi thăm, đi chơi nữa. Tôi biết còn biết bao nhiêu người tôi muốn gặp nữa. I have got a lot to do. I have got a lot to see. Thì mình nói, thì bây giờ anh làm đi. Anh còn 6 tháng anh làm đi. Anh làm cho đàng hoàng. Lâu nay anh cũng làm đó, nhưng mà anh làm như là một con ma. Bây giờ anh làm đúng. Anh muốn làm cái gì thì anh làm đi. Anh làm với tất cả con người của anh. Anh an trú trong hiện tại, anh sống cho sâu sắc. Anh muốn đi chơi đâu thì anh đi. Nhưng mà khi mà tới đó thì anh phải an trú hết mình ở tại đó. Và nếu mình gặp một người như vậy, một người mà chỉ còn 6 tháng hay là 4 tháng nữa để sống, thì mình cũng phải bất chấp Đức Thế Tôn mình nói. Mình nói như vậy: anh sẽ phải chết thì tôi cũng sẽ phải chết, nhưng mà từ bây giờ cho tới cái khi mình chết thì mình phải sống cho đàng hoàng. Anh có thể có khả năng sống được không? Hay là trong 6 tháng đó anh để cho con ma sợ hãi nó hớp hồn anh và anh không còn sống được giây phút nào nữa hết. Và mình phải làm sao giúp cho người đó sống 6 cái tháng đó cho thật đàng hoàng. Và nếu người đó sống được 6 tháng đó đàng hoàng, anh có thể sống 6 năm hay là 20 năm. Tại vì đó là cách sống hay nhất, nhẹ nhàng, thảnh thơi, hạnh phúc nhất. Và nó chuyển hóa những cái bệnh khổ trong cơ thể, cũng như là những cái bệnh khổ trong tâm tư. Thì khi mà mình mới nghe tin là mình bị cancer, thì lúc đó mình nói mình sẽ tranh đấu. Mình sẽ trị tia điện, mình sẽ trị chất hóa học, vừa làm chemotherapy vừa làm radiotherapy một lần, đánh cho tan cái cancer nó đi. Và mình áp dụng cái phương pháp của người chiến sĩ. Và mình thấy có kẻ thù. Kẻ thù đó là cái chết, kẻ thù đó là cancer. Nhưng mà sống trong tâm trạng đó thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Thì nếu mình tiếp nhận được một cái hạt giọt nước từ bi của Bụt, Ngài mỉm cười: sống hả? Hay lắm. Chết hả? Cũng hay lắm. Tại sống chết là hai cái mặt, hai cái khía cạnh của một cái thực tại. Nếu không có chết làm sao có sống, nếu không có sống làm sao có chết. Vì vậy cho nên to live or to die, both are good. Và cái quan trọng là anh sống thì anh phải sống cho đàng hoàng, anh chết anh cũng phải chết cho đàng hoàng. Sống cho đẹp và chết cho đẹp. Chết cho đẹp tức là sống, mà sống cho đẹp tức là chết. Và vì vậy cho nên mình khuyên người kia hãy trở về và sống những cái giây phút của đời sống hàng ngày mình cho thật sâu sắc. Và người kia có thể sẽ đạt tới cái kết quả tốt đẹp mà những người không có cancer sẽ không có đạt tới được. Và những người không có cancer có thể sống lê cuộc đời của mình từ bây giờ cho đến chết trong đau khổ, trong oán hờn, trong u muội. Mà người có cancer lại có thể chứng đạo và sống được cái đời sống của mình rất sâu sắc, và có cơ hội tiếp xúc được cái vô sinh và bất diệt của mình. Chúng ta có một cuốn sách là Your Appointment with Life, ước hẹn với sự sống. Cuốn sách đó chú giải một cách tường tận kinh Người Biết Sống Một Mình. Vì vậy cho nên các vị hãy tới, nếu các vị nào chưa đọc hay chưa có thì sẽ đi tìm cái sách đó ở trong quán con nghe nhỏ hoặc là con ô môi. Tôi tin rằng kinh đó cũng đã được dịch ra tiếng Pháp. Có phải không? Có tiếng Pháp.
kinh này hay lắm, kinh nào cũng hay hết. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tin ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đến ngày trong chánh niệm, thì mau mi gọi là người biết sống.
Người biết sống một mình, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thân thơi, phải tìm tiến hôm nay kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đến ngày trong chánh niệm, thì mẫu ni gọi là người biết sống, người biết sống một mình. Thì mẫu ni gọi là người biết sống.